có lời hứa chỉ có người yêu đó. Thôi chị ngồi ở đây mất công chị gây lộn với khách mời vậy. Ăn sân tơ natural sạch sâu dịu nhẹ tươi trẻ làn da. Ok quá nè, đẹp đẹp. Nghệ thuật lắm, chăn lừa dối thấy không? Đây là gương mặt thật của Lâm Quỷ Dạ nha. Lâm Quỷ Dạ hả? Lâm Quỷ Dạ bây giờ sẽ thành Lâm Quỷ Dạ. Lâm Quỷ Dạ. Ba chị chưa nhận riêng. Còn. Chửi nó quá chi giờ trời. Lỗi nha chị, lỡ miệng. Lỗi nha chị, lỡ miệng. Gì? Mình lên làm nữ chính. Thôi, ngồi nữ chính mà không có ai chọn mình mới quê. Không có ai chọn mình mới quê. Đâu mình chọn người ta. Nhưng mà người ta không có tới để cho mình chọn. Nhưng mà năm nay có lời hứa chỉ có người yêu đó. Thôi chị ngồi ở đây mất công chị gây lộn với khách mời vậy. Sút dép rồi làm sao chụp hình được trời. Không, lấy dép mà dạ mà. Đúng rồi. Ê, chụp đứng mấy chân mà không sút dép rồi. Ê, lụm lại cái dây nó nãy nó văng qua đây nè. Khoan. Cái dây dài má nãy mới bước là văng một cái bạch hết. Chị mang giày vô đi, giày để trong rồi chị đi. Mở cái nút vô. Lấy chiếc dép lại, đưa lấy chiếc dép đi. Dạ dạ, giúp em dép nha, chị mang chiếc là em không có dép. Nó chiếc đợt, dép gì đợt. Trời tóc giả. Chụp hình tôi chụp thi được. Không, mang điện thoại để tôi nẹp. Nãy giờ anh nói đem điện thoại đi chụp hình. Không, mang cọc cằn. Nghệ thuật làm chăn lừa dối thấy chưa. Rủ bỏ liền. Rủ bỏ liền. Rủ bỏ liền. Không, mang hình tượng. Ok quá nè. Đẹp đẹp. Nghệ thuật làm chăn lừa dối thấy không. Chụp rồi mà. Chụp rồi bé này làm gì. Trời ơi tôi không tin luôn. Nghệ sĩ hài Khả Như cho quý vị đánh chấn lột. Chấn lột của tôi một đôi dép đó. Bây giờ tôi đi vậy nè. Không chịu nổi không đó. Đây là gương mặt thật của Lâm Quỷ Dạ. Mí luôn. Lâm Quỷ Dạ hả? Lâm Quỷ Dạ bây giờ sẽ thành Lâm Quỷ Dạ. Lâm Quỷ Dạ. Mất một miếng luôn, không có lông mi luôn. Đó, tóc thì tháo ra. Bậy. Vừa thôi. Cái gì nó cũng phải ở chế độ vừa phải thôi. Mình tiết kiệm, mình tháo ra, mình giữ lại, mình lột keo để mai mình xài tiếp. Cái gì này phải tiết kiệm phải không? Phải tiết kiệm phải không? Thôi đi về, người ta có chủ rồi đi về. Hôm nay mừng không chị, mừng cho. Mừng chứ, mừng cho chương trình là quay sớm. Khả mèo ơi là khả mèo. Tại em thấy nó chị. Cái gì sao chị dạ? Chị nói gì? Đôi dép em, đôi dép Gucci của em đâu? Đôi dép của chị chồng á. Trời. Tại vì em chờ em đã mang quần mà cái này em buộc dây thun em không có tháo được. Ôi sao là này Khả Như? Trả cho tôi chiếc dép. Đón xem Người Ấy Là Ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.